Chuyển sang cảnh báo thời tiết, chiều và đêm nay mưa vẫn xảy ra ở khu vực Quảng Nam đến Khánh Hòa. Cảnh báo chi tiết sẽ kết thúc bản tin 5 phút ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị. Mưa lớn nhất tập trung từ Bình Định đến Khánh Hòa với lượng từ 30-60mm, có nơi trên 80mm. Sau nhiều ngày mưa, vùng đồi núi đất đá đã bão hòa nước nên nguy cơ sạt lở đất đá vẫn ở mức cao. Quý vị lưu ý những dấu hiệu sạt lở đất như là mặt đất phồng lên, cây cối rung chuyển, âm thanh lạ trong lòng đất. Lúc đó thì hãy chạy thật nhanh ra khỏi nơi nguy hiểm.